Mẹ định rủ tao xem phim đúng không? Em có thể đoán được tất cả mọi cái hành động, mọi lời nói của anh luôn ấy. Cho mình hỏi mọi người ở đây một câu nhé. Đã ai gặp cái trường hợp, gặp cái hiện tượng khi các bạn nhìn thấy một ai đó, cái gương mặt này các bạn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng mà trong đầu các bạn lại thấy ô, tại sao người này lại quen thuộc ấy nhỉ? Hình như mình đã nhìn thấy người này một lần ở đâu rồi. Hoặc là các bạn đặt chân đến một cái nơi nào đó các bạn chưa từng đến, nhưng mà cái bối cảnh, cái sự vật hiện ra trước mặt các bạn ấy lại vô cùng là quen thuộc. Đã ai rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy chưa? Mình đang ví dụ ấy, mình chắc chắn là rất nhiều người đã rơi vào cái hiện tượng đó sống mình. Bạn nào mà đã gặp cái hiện tượng đó thì nhớ comment ở dưới phần bình luận này là xem là các bạn gặp hiện tượng như thế nào và hoàn cảnh các bạn xảy ra cái hiện tượng đó là vào lúc nào. Ok, thì bạn nào mà chưa biết về cái hiện tượng này ấy, mà đã từng gặp cái hiện tượng này rồi mà chưa biết cái tên hiện tượng này là gì ấy, thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn có thể là đã gặp hiện tượng gọi là déjà vu. Mọi người biết déjà vu là gì đúng không? Chắc chắn rất nhiều người ở đây biết déjà vu là gì, nhưng mà cũng chắc chắn nhiều người ở đây không biết déjà vu là gì. Có thể các bạn đã từng gặp cái hiện tượng đó rồi nhưng mà các bạn không biết tên. Thì đây, bây giờ mình nói tên là déjà vu rồi. Bạn nào muốn tìm hiểu ấy, thì lên Google tìm hiểu. Ok, có bạn nào mà lời tìm hiểu ấy, thì mình có thể giúp các bạn tìm hiểu déjà vu là gì. Đây, déjà vu bắt nguồn từ tiếng Pháp, mang ý nghĩa là đã từng xảy ra. Đây là cảm giác xuất hiện khi một sự kiện nào đó diễn ra và bạn cho rằng nó đã xảy ra rồi trong quá khứ. Bạn có thể từng trải qua cái trải nghiệm này ít nhất vài lần trong đời, nhưng có thể là khoảnh khắc quá ngắn nên chính bản thân bạn không thể nhận thức được điều đó. Đấy, thì mình đã đọc tóm tắt cái déjà vu nó là như vậy, cái hiện tượng đó là như vậy. Còn bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, thì vào Google tự tìm hiểu. Các bạn có thể tìm hiểu về hiện tượng déjà vu tại sao lại xảy ra. Đấy, ai là người đã tìm ra cái hiện tượng déjà vu này, ai đã là người đã nghiên cứu hiện tượng déjà vu này và nó xảy ra như thế nào, thì các bạn lên Google, YouTube các bạn tìm hiểu nó sẽ kỹ hơn. Mình chỉ đọc gọi là qua để cho bạn hiểu về déjà vu là như thế nào và tại sao mình lại nói về cái vấn đề này. Bởi vì hôm nay mình sẽ có một màn chôn để chôn con lợn mi liên quan đến déjà vu. Thì các bạn biết đấy, cái déjà vu này ấy, nó không phải là lúc nào nó cũng xảy ra. Ở trong đời ấy, mình thì mình cũng chỉ là được trải qua đến 2 đến 3 lần thôi, không quá được đến 5 lần. Nó chưa có nhiều và nó cũng không có dễ dàng mà nó xảy ra như vậy đâu. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ phải sắp đặt để cho cái hiện tượng déjà vu này xảy ra liên tục với con lợn mi. Ok, anh em hãy đi cùng mình. Let's go. Trời sắp mưa rồi đấy em ạ. Tí nữa phơi ấy, thì em phải phơi quần áo trong nhà, đừng có phơi ở ngoài nhá. Sắp mưa rồi đấy em ạ. Thì em phơi quần áo ấy, thì em phơi ở trong ấy, đừng có phơi ra ngoài nhá. Trời sắp mưa rồi đấy em ạ. Vừa là một phát đầu tiên thôi mà cái vẻ mặt của con lợn mi đã bắt đầu có hiện tượng nghi ngờ điều gì đấy mọi người. Mọi người có nhìn mặt con lợn mi vào đây không? Đứng hình một lúc chắc là con lợn mi đang suy nghĩ xem là mình có phải là vừa bị déjà vu hay không. Chắc chắn con lợn mi biết déjà vu. Bây giờ mình tiếp tục phải cho tình huống này nó thêm phần hấp dẫn. Ok anh em. Alo, ủa đi đâu cơ? Đi ăn gì? Sửa ăn gì chả được. Cái gì ngon cũng được nhưng mà phải cay cay ấy, ăn mấy cái đồ cay nó mới ngon. Alo. Đi đâu cơ? Ăn gì? Ui, ăn gì mà chả được. Ăn cay cay là được. Ừ. Anh ơi. Cái gì? Có phải lúc nãy anh cũng vào phòng em, anh gọi điện thoại không? Anh vào phòng em lúc nào? Vừa xong này. Làm đâu, anh vừa chưa chân thượng xong anh đi vào đây thôi. Ờ,
được không? Được. Làm gì đấy? Đang lấy cái hợp đồng để gửi đi á. Mình sẽ phải vắt một cái điện thoại của mình ở đây. Vẫn giữ một cái. Ok. Xong rồi đi xem phim nhé. Phim đi. Cứ ăn cơm xong rồi tối mình đi xem phim. Xong đi gác gấu nữa nhé. Được. Nấu xong chưa? Mẹ định rủ tao xem phim đúng không? Sao em biết? Anh vừa hỏi em xong. Anh hỏi em bao giờ, em vừa mới từ trên nhà xuống. Anh bảo là định xem là em nấu xong chưa, anh rủ đi xem phim. Rõ ràng là em đang nhặt rau ở đây, xong anh xuống anh cũng hỏi em là tối nay ăn xong đi xem phim không? Em bị ngớ ngẩn thôi. Em xin thề luôn, anh vừa hỏi em xong á. Anh hỏi bao giờ điên à? Tối nay vừa nãy em cũng thế, vừa nãy em cũng hỏi là tại sao anh lại đi tập gym về lần nữa. Em hôm nay bị sao ấy em ạ? Sao nhỉ? Anh vừa về nhà, cởi được đôi tất, cởi được cái mũ, xong anh đi từ trên xuống dưới đây, anh hỏi em. Chứ anh đã đi xuống dưới nhà từ nãy giờ, từ lúc anh đi tập về đâu. Chết tụi anh ơi. Hôm nay làm sao em thề luôn ấy, em có thể đoán được tất cả mọi cái hành động, mọi lời nói của anh luôn ấy. Thế anh định nói gì? Anh chuẩn bị định nói gì? Không phải, em không phải ý là em không biết nói nào, nhưng mà thề cả ngày hôm nay luôn ấy, anh cứ chuẩn bị định làm gì là em sẽ nhìn thấy cái viễn cảnh đấy trước đấy khoảng tầm mấy phút. Thế tiếp theo anh sẽ làm gì? Bây giờ ấy. Bây giờ chưa nhìn thấy gì. Mày chém gió. Em xin thề luôn ấy. Thế thì em mới biết là anh xuống anh hỏi em xem phim đúng không? Kể cả những lúc nãy nha, em đi tập gym về rõ ràng nhá, là em thấy anh đã đi về nhà rồi. Xong anh cũng hỏi em là đang làm gì đấy, rồi hello đang làm gì đấy. Thế mà. Ừ, sáng nay anh thế, mấy lần liền. Hay là em bị để ra vu. Vu vu mà vu vu một hai lần chứ vu từ sáng tới. Hay là em bị nhà tiên tri đầu nhập của em. Thế. Em đoán trước được tương lai. Ví dụ nhá, ừ thì để ra vu người ta chỉ lần, thi thoảng một lần đúng không? Đây làm sao mà có thể từ sáng đến tối mà em thề là anh á. Cứ chuẩn bị anh làm gì anh hỏi gì em là y như rằng là em nhìn thấy viễn cảnh này y xì không khác một tí gì luôn ấy. Bây giờ anh định hỏi gì cũng không biết, anh định làm gì không biết. Thì bây giờ, nhưng mà bây giờ tự nhiên anh bảo thế làm sao mà em biết được, đại khái là từ sáng đến giờ là phải 3-4 lần rồi. Được. Nhưng mà cái này em không tự điều khiển được, mà cứ tự nhiên nó tự đến rồi, nó tự xuất hiện rồi. Nên là em nghĩ là cái này chắc là mới đầu nên là em chưa biết kiểm soát nó. Em phải tìm hiểu được cái nguồn năng lực của em. Vớ vẩn, em là siêu năng lực các em. Mà em nhớ khoảnh khắc này nhá, biết đâu tí nữa chúng mình lại tranh luận thêm một lần nữa đấy em ạ. Này anh. Phải chui vào nhà vệ sinh nói nó mới không nghe thấy. Anh em thấy hiện tượng déjà vu của Bạch Mi Đình không? Nó cứ tưởng nó là nhà tiên tri mọi người ạ. Nói chung là hôm nay làm cũng khá là xuất sắc, khá là vất vả. Mình quay cái clip này phải từ sáng sớm đến tận bây giờ luôn á, là 6-7 giờ tối rồi thì mới bắt đầu quay xong mấy tình huống. Nói chung là cảm giác chôn xong thành công ấy, nó vui lắm mọi người. Anh em nào mà rơi vào cái hoàn cảnh của mình lúc này ấy, mọi người thấy vui lắm anh em ạ. Hình như là cái cảm xúc lúc này của mình ấy, mình đã từng gặp ở đâu đó rồi ấy, khá là quen. Hay là mình đang bị déjà vu nhỉ? Thôi, bỏ qua đi. Anh em thấy hay cho một like và subscribe nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye.